Ôi trời, mình đã đâu vậy trời, đói bụng quá à. Ôi chiều thì mình bị lạc mất tiêu rồi, giờ sao kiếm đường về đây trời. Ui alo, xin chào mừng bạn đến với channel mình, đang mình là HTTV đây. Trước khi vào video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký xin ông mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong team tối nha nha. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh cho đặc biệt đội xin tối xem mình live stream với cả người trong team tối live stream nha. Bạn nào muốn nói chuyện với mình, nhớ tham gia link Discord mình để dưới phần mô tả nha. Ôi, giờ thì bắt đầu vào video mới mà thôi, hôm nay mình bị lạc đường rồi. Mình đi đâu vậy trời, đi đâu vậy trời. Ủa, dạ, mình sẽ chỉ có ống khói ra ta. Ý, có cái làng nè. Ủa, mình mới vừa thấy cái gì đó, bay vậy trời. Thôi đi 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 đi. Ủa, có cái làng này có. Ý, vậy, 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 vậy. Vậy, vậy. Ủa, zombie ở đâu ra vậy. Ủa, ôi, ê, đừng nói này biến cho mình nha trời. Quay 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 đi ra nha, đi ra nha. Ủa cái gì mà quá trời ấy. Chạy 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 trong lẹ quá trời ấy trời. Ê ai đâu cậu bay né xa ra trời, mình không mang theo nước rồi. Ê đi con. Ui gì vậy, thâm chấp. Ui trời ơi, trời chín chín. Ui chạy 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 vô nhà đất trời. Ủa gì mà thâm chấp ngoài dữ vậy. Ai ở ngoài vậy? Ủa, sao biết bay mà bằng đồ kỳ vậy trời? Ủa, ai vậy ta? Trời ơi, làm gì mà này, tụi này đông dữ vậy trời? Ủa, ai? Ủa, chị là ai vậy? Ê, sao chị ông có mắt trắng, mắt gì trắng bóc vậy? Nhìn ghê quá vậy? Trời, chị là Abby B. Brian, là gì? Con cháu đời chính kiếp của Hero Brian. What? Dạ. Con cháu Hero Brian là quá giật ai? Không sao chị sao chị tốt, chị tốt không sao hết chị này nhẹ. Trời em có thấy chị giết chị à, chị giết em không? Không, chị giết em vậy. Ê còn con zombie kìa. Ủa trời ơi, nói chung là bây giờ ủa mà em đi đâu đây? Em bị lạc rồi trời ơi. Đấy. Giờ em cũng đói bụng quá à, chị có gì ăn không cho em ăn hay? Bây giờ thì người trong người chị không có, nhưng mà bây giờ em lên chạy đi, em leo lên chạy đi. Không có lên được đâu. Chị có cái yên không? Có đời già. Ê có cái yên luôn. Rồi. Rồi đó. Được chưa? Ok, đây nha. Chị biết bay luôn. Đúng rồi đây. Ê, chị là ông lấy chị định ăn thịt em á, chị bưng em đâu vậy? Trời ơi, bọn chị là Herobrine nhưng mà đã ăn thịt đâu rồi, xuống đây nè. Bọn chị à, ủa là con người nè. À, ủa vậy em đói bụng quá à, có gì ăn không chị? Đi 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 đi. Anh, ôi trời, anh chị. Ê, anh rảnh quá sao mà anh ngồi lên chỗ của cha vậy trời ơi. Cái gì vậy? Trời cái gì mà mắt trắng mình ghê vậy? À, nhóc này là ai đây? À, nhóc này nãy em cứu ở làng á, nó đi làng nên dẫn về cho nó ăn xíu. À, trời ơi. Sao nãy giờ mà chưa chết nữa hả? Tổ lớn thiệt. Là sao? À, ơi, đừng nói là anh thả mấy đống zombie đó nha. Nha. Trời ơi, anh. Nãy mình thấy có người bay vòng vòng mà như ông lẽ ảnh ta. Trời đất ơi, anh chơi gì kỳ quá, nhiên... nít ai cũng không tha nữa. Tự nhiên em dắt thằng này về làm chi vậy? Thì nó là con nít với lại nó đang quá đói nên dẫn nó về thôi. Ai, không có phá nha. Thôi bây giờ dẫn nó đi ăn đi. Ờ em đói bụng quá chị ơi, dẫn em đi ăn vậy. À đi 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 theo vậy. Vô đi ngồi đi, để cho chị đi nấu rồi ăn cho. Từ từ đây xíu nha. Rồi ngồi nói chuyện chơi nè bạn. Ủa, anh là Hero Rai, anh có sức mạnh gì không vậy? Không, anh là sầu riêng Hero Rai. Sầu riêng Hero Rai nghe lạ vậy, nghe quen quen giống. Có như là mình cũng có cũng có sầu riêng nhưng mà sầu riêng thường. Còn cái này bên này sầu riêng Hero Rai á. Cái mặt trắng bóc ghê rồi chứ. Không, cái này người ta gọi là đẹp trai nhất làng của Hero Rai rồi đó. Đẹp trai nhất làng Rai, mình nhớ là Hero Rai có nhiều sức mạnh mà gọi là thật thể bí ẩn trong Minecraft luôn. Mà không ngờ mình âm thấy mình được vô làng, vô nhà của Hero Rai luôn bạn ơi. Nhưng mà bạn mình cũng đây đây, đồ ăn đây. Đó bụng quá à, ăn vô bạn ơi. Trời ăn vô bác, ui ôi quá trời luôn. Ôi, trả chị cái này nè. Hôm nay con có thịt người hả em? Ôi lộn. Ăn chay niệm Phật đi.
Mà mình đâu ăn chi mình ông qua đâu đừng nghe ông ủng hộ á, ủng hộ á, ủng hộ á. Thôi ăn kem nè, ăn kem nè. Kem á. Ơi ba cái thịt này ngán quá. Thôi nhỏ ăn luôn đi, nhỏ ơi. Rồi rồi, em rồi rồi cho nhỏ ăn gì. Giờ này buổi tối ăn đi. Dạ. À đi đi chị. Dẫn em về không? Đi, chắc để sáng mai chị dẫn chứ giờ chị đâu biết nhà em ở đâu đâu. Ủa chứ gì đây? Đây đây phòng ngủ dành cho em. Đây phòng ngủ dành khách nói chung là em vậy. Em có muốn tối nay ngủ với em không? Không. Đi đi. Thôi ông bớt đi, ông bớt đi, ông bớt đi. Ủa đi thăm quay chút xíu à bạn à. Ủa vậy. Đây là nhà tắm nè, bên đây là nhà rồi. Bên đây nhà tắm nè. Nhà tắm hơi đã luôn. Ủa. Ở trên đây là thượng muốn lên không nhớ thì lên. Ôi, trong đây nhà tắm lớn quá bạn ơi. Trời còn cái này hôm nay mình được thăm nhà của Herai luôn. Còn này lại sân thượng. Ôi quá đã luôn bạn ơi. Trời ơi. Wow. Không vô không đồ được đấy. Ý trời cao vậy. Thấy không? Quá trời đã luôn. Vậy này té xuống mà chết gì em bị khùng hả? Wow, cái này nhà bếp nè. Ôi. Nãy chị lên đây chị lấy đồ ăn hả? Đúng trời ơi cao quá cao quá. Trời ơi dưới này đi đâu rồi, đi lên đi. Mà không muốn đi xuống dưới đó nè. Xuống tắm ghê quá bà. Thôi bà đi xuống mình tắm rửa cái đi ngủ đây. Thôi xuống tắm rửa đi ngủ đi. Trời cũng tới khi rồi. Thôi em ngủ ngon nha. Ok biết rồi. Trời ơi quá ơn quá. Đi luôn nha. Chị heo rai nè. Trời ơi. Khoan rồi. Ôi tắm xong rồi. Ủa ai chị đi đâu nhanh vậy? Trời vậy cần dạ. gì ta mỗi lần mà trước khi đi ngủ á mẹ em từng kể chuyện nghe nhưng mà giờ chị kể chuyện cho em ngủ đi trả được không chà giờ này căng dữ ba từ để chị kêu anh cho chị anh trai ơi cái gì trời rồi ngủ rồi hả hiện ở đây coi ủa nghe tiếng giống nghe tiếng nói mà không thấy đâu á trời nghe ghê quá bạn trời ơi trời gì vậy cái gì muốn cái gì anh kể cho em cho thằng bé này câu chuyện nghe coi câu chuyện mà hồi đó anh kể cho em á kể cho nó coi trời ơi thi gì ra em cũng muốn nghe hả em bé rồi vậy kể chuyện nghe em nằm ngủ nè em ngồi nghe nè nghe xong em ngủ nè rồi em có muốn nghe câu chuyện này không chị dạ ủa ghê vậy cái gì mà ghê em vậy ôi ngày sổ ngày xưa có một đôi tình nhân cái gì vậy? Có đẻ ra một đứa trẻ tóc màu đỏ. Ủa, và dạ? Họ đã bỏ nó. Ủa, sau đó nó đi đến một lâu đài hiệt là khổng lồ. Nó gặp được hai chị anh chị em rất là đẹp trai vậy má. Cái gì vậy? Cái gì sao mà nghe ghê ghê vậy? Anh kể tiếp ba. Gì ghê trời, chưa kể xong để kể xong đây nè. Rồi hai anh chị em đó nó mới tốt bụng với cái thằng trẻ đó. Nhưng mà ai dè cái thằng trẻ đó nó lại bị ăn thịt. Ê dạ ơi à, dạ? Anh có bị khùng không? Tự nhiên con nít con nồi anh kể câu chuyện nó chơi cho nó mang ám ảnh. Dạ chuyện này hay mà, chuyện này vui mà. Vui hú hà trời muốn đồ dậy đi nè trời đã sáng rồi ủa chị đi đâu rồi trời đi đây nè đi nhanh nào đi nhanh nào tới lúc ăn sáng rồi ăn sáng hả trời ơi đang ngủ đúng mà giờ đúng giờ hôm nay có nhiều món ngon lắm đó thịt pita luôn đúng giờ trời ơi lắm vậy ôi sao ăn bít tết hoài thịt bò hoài ngán quá sao không có thịt kia cho anh hả thôi đòi hỏi quá ăn đi không hiểu luôn á thịt kia quá trời luôn rồi đó còn mất thịt gì hả không có gì em không cần biết đâu nói chung là gà ảnh đi ngon không? Nè đúng rồi nhưng mà thôi con nít không ăn được đâu đây chị mới mua đồ chơi cho em nè ôi
đó, đồ chơi cho em đó. Trời đảo dạ. Đây đây đây, xuống đây, xuống đây, chị mới vừa có trò vui cho em, xuống này. Trò gì ạ? Không biết em biết không, nhưng mà trò này là kiểu như là nhúng nhảy các thứ, nhảy vui lắm. Nào đi, đi tham quan. Đây, 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 đây. Đi tham quan bạn ơi, trời ơi. Wow, lâu đại u. Nào, yeah. Ừ, ghê. Đã quá. Ủa, còn gì không ta, để mình chạy vòng vòng đi tham quan với lâu đại rồi. Còn này, ủa, chỗ này chỗ gì đấy? Bạn ăn này cũng là cuộc phòng ăn hả ta? Ơi, ơi, đi ra. Ờ, phòng ăn này cái gì để cho nó kiếm tham quan đi. Cái phòng ăn lúc nãy em đi vô là cái phòng ăn dành cho người dân. Người dân á? Ồ, quen, mình thắc mắc là ủa, cái ngôi làng kia ông có ai vậy ta? Đúng rồi, người dân trong làng đó sao vậy? Người dân trong làng đó hả? Do mấy người đó di cư đi chỗ khác rồi. Tại vì trời xạo quá Bi ơi. Mấy người đó vô bụng em thì có. Ủa lộn không có. Nó lộn. Khùng quá. Quên. Ừ, wow, trời cái lâu đài lắm. Có còn gì đâu ta. Ừ, cái phòng gì đấy, phòng gì mà đen thui. Ê, lùi lại. Thôi, đi ra. Đi ra, có gì ta. Ra đây, đóng cửa lại anh ơi. Ủa, này dẫn đến đâu ta. Wow, trời. Nguyên cây cổ thụ lớn luôn. Vậy đó, xịn chưa. Wow, trời ơi, đã vậy. Này nè, lâu đài bên đây, còn bên đây thì đâu đây. Đó, đây nè. Đi đâu chà. Ôi trời. Wow, các bạn ơi. Trời ơi, dưới này, mê cung nè. Vui nè, giải mê cung nè bạn. Wow, trời ơi. Vui không? Lâu đài đã quá à, trời ơi. Wow, trời ơi, đã nha. Ủa chắc mình muốn ở đây luôn, ghê luôn á bạn. Trời ơi, có lâu đài mà còn đẹp nữa, còn có mê cung chứ, trò chơi nè. Ủa mà đường này đi đâu ta? Ủa mê cung gì giải khó vậy? Mê cung thì dễ muốn chết vậy đó. Anh giải đó, ui, có cái gương kìa. Gương. Ủa nằm đâu bên đó, ui. Ủa, ai mở rồi vậy? Ờ, chị đâu vậy? Chị đâu mở gì đâu, em mở đường đi. Ủa, cái gương nó nằm ở nào ta? Ủa, đường cùng không vậy? Có đường nè. Ê, một viên kim cương. Quá dữ luôn. Được một viên kim cương nè. Trời ơi, wow, đã thiệt chứ bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa kiếm được cái đường ra. Bây giờ mà vẫn không kiếm thấy đường ra ta. Như gần ra được. Ủa, đường nào phải đường ra ta. Em thử quay lại cái đường kim cương coi. Ê, ô, ra được nè. Quá dữ luôn, quá giỏi. Kiếm chưa. Ôi, đã quá à, bạn ơi. Trời, công nhận chơi thì vui thiệt chứ. Cho nên chọn bắt cua nè. Bắt cua, có bắt cua luôn hả? Nè. Wow, trời ơi, công nhận lâu đài của ai chị lớn mà còn có nhiều trò chơi đó. Trời ơi, chỗ này bắt cua hả? À. Trời, nhảy lên, bé rồi. Rồi. Abby ơi, ra đây nói chuyện nhanh nè Abby ơi. Đâu vậy? Gì vậy? Đợi chị xíu nha. Đi đâu gì vậy? Ơi, anh đói bụng quá em. Sáng giờ chưa được ăn gì trơn á, kiếm gì anh ăn ơi. Ủa chứ nãy ăn thịt bò chị ăn gì anh đói. Trời ơi, nó dở. Ôi là dở luôn, em kiếm cái gì cho ăn. Trời ơi, em mà không kiếm cái gì đàng hoàng anh ăn á nha, là hồi thằng nhỏ nó lên dĩa cho anh đó. Bé bé rồi, thôi nó coi thôi để đi kiếm cho. Đi. Ủa, vui không em? Dạ vui lắm ơi. Dạ, còn gì khác chơi không anh? Thôi em cứ ở đây đi rồi anh đi với chị kia cái có công chuyện cái. Công chuyện á, giờ em cần đâu, giờ cái đường nào giải mình đi phải qua cái mê cung này đó bạn ơi. Trời ơi, đường mê cung gì đi vòng hoài vậy. Ôi trời, đỡ nạp ra luôn hả? Rồi đi rồi, đứng ngồi đây ngồi chơi nghe. Thôi, anh đi lên phòng nha. Trời ơi, ảnh nãy biến mất nữa rồi. Trời ơi, thôi giờ mình sẽ đi lên lại chỗ đó thôi. Mà công nhận cái lâu đài đúng lớn luôn á. Ôi, giờ chắc giờ mình về phòng cũng chán quá à. Nhưng chắc đi vòng chơi sao. Ủa, mày nghe chiếc tiếng mất cửa đâu vậy? Ê, anh sầu riêng. Đó, mấy cái này đủ chưa? Đang tiêu chuẩn chưa trời, mà thấy thằng kia ngon hơn nè. Ủa gì vậy? Ôi, anh thích ăn cái thằng quần tím này nè. Tím này ngon nè. Ủa, hay đó, ông em được ăn dân làng á. Trời ơi, tội nghiệp với ông dân làng kìa.
canh chắc không? Trời đất ơi. Chắc mà lấy lại đi, lấy lại thằng một tím đi. Rồi anh lấy đi. Trời ơi, em hai gì đó. Ông tuyệt dân lè kéo bạn ơi, trời ơi, ghê quá à. Mày á, mày á mày. Trời ơi, giờ sao ta, chắc mình phải rời khỏi khỏi khu này quá, mình chắc mình đi trốn tới bạn ơi, trời ghê quá à. Đi nhanh thôi. Thôi mình trốn về tới bạn ơi, ghê quá à. Đi hên quá hay. Ê, dạ, đi đâu? Ủa, đi đâu vậy? Ủa, đi đâu vậy? Ủa, gì tưởng về phòng? Ủa. Dạ em, chắc em về, em nhớ ba mẹ quá, cho em về nha. Thôi, lại đi chơi đi. Lại đi, đừng về. Mẹ. Ừ. Không, anh về em muốn về. Nói anh cho em về đi, trời. Không được về. Gì vậy? Chị cầm kiếm vậy? À, không, chị cầm chơi thôi, đừng để chị. Thôi ở đây đi. Về làm gì, phải không? Thôi về ở lại đi. Ba mẹ em nên chờ em á, cho em về nha. Đừng bắt trời. Mày sợ quá bạn ơi. Ở đây với chị vui hơn ở nhà nè. Trời ơi, bớt hù hù nít đi trời. Giờ cho em về thì có gì em dẫn là bạn bè em qua chơi với hai người được không? Bạn á? Ừ. Bạn nào? Vài người bạn. Ngon giống em không? Ủa lộn. Dạ ngon. Em giống em không? Có gì? Ờ đúng rồi, ở làng em có vài người bạn giống tên hai anh chị chắc có tên là Abby với Sầu Riêng á. Có gì em đem hai người đó qua đây cho nha. Ờ vậy cũng được. Cho. Ờ thôi vậy cũng vậy được không? Thì cho em về nha, có gì em đem đứa có ba đứa chứ có gì em đem Vinh Ki qua cho, có em có người bạn tên Vinh Ki em qua đem qua cho hai người chơi. Nhớ qua đây nha, nhớ lại nha. Thôi lại nha. Thôi em về. Để anh tiễn em được không? Anh tiễn em cho. Em tự về được, em tự về được. Thôi vậy thôi. Trời ơi, mẹ ơi ghê quá à. Trời ơi, nguyên cái làng đó mất tiêu trời ơi. Ôi ai người ta biến mất rồi, tao về tao mình không dám quay trở lại chỗ này đâu. Ôi ghê quá anh thấy rút trời, chạy về nhà với lại xin tối với ba mẹ mình thôi. Đi nhảy lên tao được rồi. Thôi video đây em đã già rồi, mình xin cảm ơn bạn xem video mình đó. Nếu như bạn nào thích video này nhớ like, share, đăng ký theo mình và nhớ ủng hộ mình nha. Nhớ qua đăng ký tất cả người trong đêm tối nha. Thôi bắt đầu mình về lại xin tối thôi bạn ơi, bye bye các bạn nha.